Chào cả nhà. Chào mọi người. Chào sáng tươi đấy. Hello kìa anh. Hello motherfucker. Hello em. Hello. Anh cứ chơi đổi hiệu thì kiểu gì chẳng có nhiều đứa yêu. Ý anh nói không? Bốc bắt họ đi. Mày gọi gì tầm này nhá? Ôi vừa đây. Dạ anh nghe vợ yêu, dạ. Alo, anh đang làm gì đấy? Ừ anh mới từ cơ quan, đang chuẩn bị ăn sáng em ạ, dạ. Anh ăn gì đấy? Anh á, phở bò, ừ, anh đang làm tô phở bò, đang tận hưởng đi phở bò đấy em, ừ. Thế ăn uống gì không, em mua cho. Thôi, được rồi, cảm ơn em, anh biết em yêu anh nhiều, thôi anh có Starbucks đây rồi. Anh vừa mới làm ly Starbucks, mang công ty tiện thể luôn. Anh ơi, bàn phím của em nó bị làm sao ấy, đang stream mà nó cứ lag lắm luôn ấy. Rồi, anh hiểu rồi. Để tối anh về anh sửa cho, anh fit cho. Không, em không thích đồ sửa đâu. À, mà anh ơi, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Ôi dồi ôi, hôm giờ lu bu công việc quá em ơi. Anh cũng quên bắng, chuẩn bị đến ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Dạ, thế anh làm việc tiếp đi nhá. Ừ, thế nhá. Chú đi đâu này? Đi ra ngoài. Đây chú lại đây anh. Sao? Chú gì? Chú đi đâu này? Đi ra ngoài. Nước non à? Nước non sao? Sao? Anh có chuyện thì chú nhờ chú tí. Là cái vụ quà gì? 20 tháng 10 à, chú. Hồi nãy nghe rồi, Thì đấy. Thấy thì sao hăng lắm mà, thấy cái gì hăng mà. Thì hăng nhưng mà tiền thì mình có đấy, nhưng mà vấn đề là mình lại ngược, vấn đề là mình không biết chọn. Bộ giờ toàn đen, toàn vàng mấy màu này, vợ con nó chả thích, về lại bả vô mồm, không ổn. Chú coi tư vấn giúp anh bộ được không? Nói chung là nãy thấy rồi nhưng mà thấy anh hăng quá nên là đấy, không có tiền. Bây giờ giúp thì có nước nôi gì không? Nước nôi thì rõ ràng. Đúng anh nha. Rõ ràng. Ok. Ok, anh đi theo em. Rồi ok, đi. Chú mà chú dắt anh đi đâu? Đi. Đi đâu đấy? Ôi giời. Đi. Ô mày đi đâu đấy? Vô đây đi, vô. Đâu mà nhớ mua đồ. Đi vô đây. Không, hôm nay review cái gì? Anh vô đây đi, anh chưa mua đồ kia. Ngồi đây, rồi đây. Rồi đây. Đấy, đây em đi lấy. Ôi giời, thằng này hôm nay mẹ bảo hôm nay tư vấn về đồ như thế nào lại dắt lên phòng review. Rồi. Ôi cái này em đây, đây, quà, quà khoan cái này mà anh tặng bồ anh là cực kỳ hợp lý. Em giới thiệu anh nè, đây là con đầu tiên. Cái này á, là bàn phím Razer Black Window Tournament Watt Bin. Watt là gì? Watt có nghĩa là thạch anh, bin có nghĩa là hồng đó. Hồng thạch anh đúng rồi, là hồng thạch anh tươi đấy. Trưng đây cho các bạn thấy. Cái bàn phím này là bàn phím của Razer, nó vẫn mang những cái giá trị của cái con Tournament cũ. Ừ. Nhưng mà nó được add on thêm cái màu mới, anh thấy cái màu. Ô, vậy là chỉ là thay màu thôi nhỉ, chứ nó vẫn giống. Đúng, nó vẫn y chang nhưng mà nó sẽ rất thích hợp cho các chị em, hiểu không nè. Đúng rồi, cái anh xem nè, từng cái chi tiết phím nha, từ keycap, hiểu không? Từ keycap, từ đệm tay, cái đệm tay đó hồi nãy sao? Vẫn switch của Razer luôn. Đúng, vẫn là switch của Razer, con này sử dụng cái green switch thì cái nó sẽ có cái lực nhấn là 50 gram. Anh bảo chủ cái này đến cái màn ví dụ vợ anh đang game nhé.
mà con nào làm quả nó chửi vợ anh phát, vợ anh nó sẽ auto như này, kiểu đầu tiên này đó, nghiêm nghị đóng thùng vô thứ xong bật cặp lóc. Bật cặp lóc là cái bước cực kỳ quan trọng luôn, đúng. Thật thề bắt đầu là bố mày sợ mày thế rồi, ông lại ngán mày kiểu thế luôn. Nhưng mà cái này, tại sao em lại gửi anh mua cái con này, tại vì thứ nhất là nó có một cái màu đẹp các chị em sẽ thích, anh đúng thấy rồi. Cái màu nó phối không, nó sẽ đi với cái màu hồng, nó giống như màu hồng phấn của mình, đúng rồi, nhưng mà nó sẽ đi với màu xám. Nó cái màu xám này nó sẽ rất là trang nhã, tức là nguyên một cái bộ mình nó sẽ rất là đẹp đó. Anh thấy từ cái chi tiết nè, từ cái key cap, từ cái plate nè, rồi từ cái đệm kê tay và tới cả cọng dây tươi nhá, tất cả đều không. Vấn đề là con này có giá cực kỳ ưu đãi, giá ưu đãi cực kỳ ưu đãi. Nếu như anh hả? Mấy trăm, ưu đãi là phải tầm mấy trăm, một triệu đổ xuống. Mấy trăm này ông đi mua phím cao su chứ mua phím cơ chi ông giỡn. Thì nói chung á là nếu như vào ngày 19 tới ngày 21. 19, 21. Đúng, đúng. Mà từ hôm qua ấy, cho nghe hết ngày mai. Đúng, đúng. Mà anh mua cái con này á là anh sẽ được giảm giá 5%. Ôi dồi, ngon thế nhỉ. Thì vậy, nhưng mà anh thấy ưng chưa? Cái món này được chưa? Nhưng mà cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Kê tay à? Kê tay, cái này kê tay. Kê tay này khá ngon nha, tại vì anh thấy á. Cứng đấy nhỉ? Kê tay giống như của co xe, thật ra thì em không có ý đá đểu, nhưng mà thường co xe họ sẽ làm cái đệm kê tay nó không có cái phần mút đệm, và khi mà anh kê lên chỉ bằng một cái miếng nhựa, thông thường những cái hãng khác họ lại làm, ví dụ co xe. Anh cười gì đấy? Cười gì đâu? Em hỏi lại lần nữa là anh vừa cười cái gì? Anh có cười gì đâu? Nani? Omae wa mou shindeiru. Kê tay nhiều trong một cái thời gian dài á. Thôi em ơi, không ổn đâu em ơi, không. Vợ anh mà đang combat em hiểu không? Anh vợ anh nó tính thí thất thường lắm em ạ. Lâu lâu đang combat và lâu lâu anh lại nói chuyện nó cái mẹ nó cầm cái này một vả thì mẹ anh em răng với lợi mẹ lận hết cả nhau. Không ổn em ạ, cái này nguy hiểm, thà bỏ cái này đi anh mua được. Anh nói không, thật. Nhưng mà anh không tiếc tiền. Em khuyên là anh nên mua, con này ngon lắm, con này có LED nữa. Con này đồng bộ qua LED của Simnet 3 của Razer nha, đồng bộ LED RGB đồ này kia rất là ngon. Trời ơi em ơi, mẹ đi với bụt mà. Giá ưu đãi, giá ưu đãi. Anh biết giờ có thích không? Thôi bỏ, em còn món nào không hay là còn mỗi món này? Còn không? Thử nghĩ cái nào, anh biết em thông minh, anh em lâu lâu khó khăn hoạn nạn giúp nhau. Chứ cái này mà anh nói thật, em tưởng tượng nhựa thế này nó vả một vả thì mẹ tiền đạo tiền vệ đi lẫn hết cả nhau mà vỡ mồm à. Thôi ok, em đổi cho anh cái món khác. Mình khó quá Ngọc. Rồi. Lại hồng à? Dây dơ, cũng dây dơ này. Con này là không chê vào đâu được. Hồi nãy bạn phiếu không thích đúng không? Giờ lấy chuột. Con này là con Razer Landhead Watch Pink. Đó, lại cũng là Watch Pink. Anh hồng đúng. Tươi. Hồng thạch anh. Hồng thạch anh. Anh hồng. Anh coi cái con chuột này. Mới nguyên siêu nha. Ê, đừng bóc. Cái này là hàng trưng bày ha. Khi nào anh lấy về đi rồi anh được. Thật sự em cứ nghĩ là anh không có tiền nhỉ, em cứ bóc ra cho anh. Anh là người có tiền nhưng không phải là người anh không có tiền. Anh thích anh mua, kể cả anh không thích anh cũng có thể mua. Anh nói thẳng là vấn đề như rồi, thế nhỉ. Rồi ok. Rồi vậy là anh bóc siêu là lát hồi anh phải mua nha. Ok, cái này rồi, anh mua okay. Anh vợ anh không sao, anh tặng sinh nhật. Con này là con Razer Landhead, nó vẫn cho có những cái giá trị như cái con kia. Tức là những cái bản cũ nhưng thêm một cái màu hồng. Tại vì cái nhựa này nó sẽ không giống với cái nhựa phiên bản thường, anh rờ đi anh thấy. Cái nhựa phiên bản thường là họ sử dụng nhựa ABS khá nhiều. Nhưng mà cái con này họ sẽ pha một chút xíu ABS chứ đúng không? Đúng rồi, nhựa ABS khá nhiều. Nhưng mà thường mấy cái con màu đen cũng như mấy con Razer anh thấy là màu đen màu xanh là tông chủ đạo đúng không? Chính ra anh bảo là cái này thôi mình gắn lại đi em ạ. Chứ vui thì cũng vui. Sao vậy? Con anh ngon. Anh thấy cái này nó cứ kiểu nửa nạc nửa mỡ thế nào ấy không. Thế là mua cái này nó có được thêm gì không? Hay là mua cái này phải mua lót chuột chắc tầm này 200 nữa nhỉ? Razer có lót chuột không? Em kiếm cho anh. Anh chạy xuống kiếm luôn cho anh cái lót chuột. Anh có chắc là anh mua không? Em anh đã bảo anh có tiền mà em cứ vân về cái vấn đề nó như nào. Nhưng mà có chắc mua không? Anh mua đúng không? Rồi đúng ok. Rồi, em đi lấy giùm cái lót chuột. Ok. Lót chuột rẻ ra 300, chuột thêm cái lót bao nhiêu mẹ làm quá. Cứ mang hết vào đây cho anh. Mình có tiền mà đúng không các bạn? Thà mình không có tiền nữa khác. Đây. Ô thế mày mang laptop lên cho ông mày làm cái gì đấy? Gì laptop? Cái này là lót chuột. Ôi lót chuột á? Không có lót chuột để mở sao? 200-300 nghìn mà có cái lót chuột tươi đấy. Đây, trời ơi anh. Vạn nó nào? 7-7-49 ngày. Ê, vạn có đúng không nhỉ? Không khéo toạc phát cái này. Thôi ra 300 một cái bốc toạc đi em. Thôi, tự nhẹ thôi. Ôi anh em cái phim của anh, có ông nào biết bóc lên bóc thôi nè. Ủa này bóc sao nhỉ mấy anh? Mấy anh em cái phim của anh. Ôi dồi ôi, mời lâu thế, mẹ đợi từ... Ôi dồi, tươi nhỉ? 200 nó trang bị cho cái hộp oách thế. Chưa, từ. Này tầm 300 lót chuột tầm 300 hết giá. Cái gì 300? Anh mua cái lót chuột 300 to cả. Ui giời. Ôi có đây. Cả có cả cái đó là sticker đấy. Lót chuột 2-300 mà có cả sticker mày. Bỏ vô đây. Đây. Đó.
Phải có gì? Cái này là con lót chuột của Razer, cũng nhung... là White Pink Edition luôn. Anh thấy nè. Đó. Ôi cái này nhìn giống cái thớt. Không, cái này giống cái thớt. Ôi cũng cứng hả em? Anh... Cái này là lót chuột cứng, cái này là lót chuột cứng. Ôi cái này thì... nhôm luôn hả em? Đúng rồi. Ôi dồi ôi em ơi. Anh thấy nó có hai mặt nè, khá đẹp. Không? Ôi dồi ôi. Thì một mặt của họ là mặt speed, tức là mặt mà anh có thể di chuột nhanh á. Đó, anh để con chuột này anh di thử coi. Rồi. Đó, đây, đây là mặt speed nè. Đó. Ờ. Thế phê. Thật ra là phê quá em ạ, thật. Đó, giờ anh thử cái mặt còn lại coi. Nè, anh có thể thay nó đây. Đó. Để lên. Ờ. Ờ, đã quá em ơi. Thích thì đừng hỏi luôn em ạ. Nó thì vậy. Mấy cái đồ... này rẻ mà 200-300 rẻ nhờ. 200 ngon đấy nhờ. Gì 200-300 sao nãy giờ anh cứ 200-300 rồi vậy? Thì lót chuột tầm này em 1.700.000 đó không? Bao nhiêu? 1.700.000. Trời ơi 200-300 nào có lót chuột xịn vậy ba? Bao nhiêu? 1.700.000. 1.700.000. Đúng rồi, 1.700.000. Rẻ mà. Thấy sao? Giờ anh có thể còn cái thấy cái siêu lúc nãy của anh đâu? Không. Anh coi cái siêu thôi, anh nghĩ cái siêu nó cũng xịn thật ra là. Thôi nhưng mà anh mua rồi mà, kiếm siêu chi? Nè. Đã lắm. Đã em ơi, thật cả đời anh thật anh ăn tục nói phét vậy, cả đời chả bao giờ nghĩ nhưng mua. Nhưng mà vấn đề là anh suy nghĩ đi, anh đang mua quà cho chị đúng không? Mà đúng mua quà anh tính tiền chứ. Đúng không? Ba cái tiền này dăm 3 triệu, có dăm 3 triệu thôi, đúng không? Ít mà đúng không em? Ít mà. Tiền lẻ. Anh thấy sao? Anh có ưng cái món quà này không? Ưng. Ừ, nãy giờ anh đi lấy cũng hơi mệt đó nha. Đó. Ưng thế. Cái này cũng có giảm giá 5%. Đúng rồi, giảm 5% mà 1.700.000 giảm 5% nó trả được bao nhiêu em ơi. Được đồng mười mấy ngàn đó. Mười mấy ngàn. Thôi được rồi. Nhiều. Thôi còn cái gì nữa không? Còn gì chú sâu nốt cho anh. Sao nãy anh kêu anh mua? Thì anh mua anh tặng chị chứ không phải. Ừ thì đấy anh mua gì anh bán lại. Thì chính ra chú coi còn cái món gì cho anh mua anh. Lần cuối nha. Lần cuối chốt hạ cho anh lần cuối. Chắc chưa? Chắc cho anh. Chắc chưa? Cho anh món cuối thôi được rồi, chú giúp anh thật. Phiền anh em tình nghĩa bao lâu. Vậy mà làm ta đi kiếm. Ôi rồi các ông ơi, củ bảy các ông, thật các ông ơi, vỡ mồm rồi các ông ơi, mẹ quả này lót chuột củ bảy, con chuột tôi chưa kịp hỏi giá nữa, mẹ kiểu này vỡ mồm rồi các ông ạ. Ê, tới đây, lại là. Ừ. Cái này đảm bảo ngon, đó. Wow, cái này anh thấy hai mấy streamer dùng này, cái tai nghe này có vẻ ngầu lòi đấy. Ừ. Cái này giới thiệu với anh, con này là con Raken. Em biết cái bài kia không? Mình bắt chước loài mèo kêu nha, kêu cùng em mèo 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 mèo. What the f***? Không, thật ra là anh hay thấy mấy clip này nó hay làm như thế em biết. Đừng nói em là anh quyết định mua này cái tối giờ anh mượn vợ anh quay clip nha. Không, TikTok em, thật ra là cuộc đời anh cũng bắt nguồn từ TikTok mà lên. Khoan, giới thiệu cho anh cái đã. Con này là con Razer Kraken Pro V2 White Pink Edition. Cũng lại White Pink hả em? White Pink là anh thấy tiền nặng lắm em ạ. Cứ không, anh thấy White Pink là anh thấy đậm tiền. Không nặng, con này rẻ lắm. Con này rẻ. Không, nè, đó, anh nhìn nè, anh thấy cái cũng màu hồng đúng không? Cũng màu hồng giống nãy, cũng màu xám, đẹp nè. Dây nhợ này kia. Con này em đang xài. Ô có cả dây kết nối rời đây nữa. Đúng. Nó, tức là rời. Nó nối dài ra cho anh. Ô thế cái này nó thế cái này nó có âm thanh vòng giả lập 7.1 không? Có, con này có Razer Surround 7.1 nha. Con này khá ngon. À, tại vì cái đó là phần mềm mở của Razer nên là thật ra là cái tai nghe này cũng xài được, nhưng mà thường mấy cái tai nghe Razer nó sẽ được tối ưu hơn. Đó, cho nên là khi mà anh lấy mấy con này về, em biết là vợ anh thích chơi Liên Minh, chơi Dota 2. Nhưng mà anh lại thích chơi búp đúng không? Đúng rồi. Anh thích bắn búp, anh thích chạy bo đúng không? Thì đúng cái này rồi, nhiều khi đúng anh lút ké. Đổi gió em ạ. Đổi gió. Mà cái con này cũng rẻ nữa. Nè, anh thấy nó có hai cái tai không? Hai tai này chắc tặng kèm này, hai cái tai nhựa này chắc được 40 không, 50 không? Đâu tai ra này chắc 50. Không, hai cái tai này mua riêng đó. Mua riêng thì thôi tặng kèm rẻ mà, mua riêng thì mua nhựa không. Cái tai này mà tươi nhỉ, mà trong đúng, này đúng, khá đẹp. Nhựa này cũng ngon phết đấy. Tại vì cái nhựa này nó là nhựa dẻo. Anh không có sợ nó bị gãy. Thường á mấy cái tai nghe mà dởm họ hay làm phát lại em thấy rồi thì nó làm bằng nhựa cứng. Không, anh mà cái quả này mà anh mua về anh làm thêm hẳn bộ này, anh làm 7 màu. Nó rẻ này, anh làm 7 màu. Ví dụ bây giờ 50 cái anh mua hẳn 10 cái. Vợ anh một ngày nó làm một màu em ạ, tươi không cần thuốc. Không, nhưng mà cái này nó không rẻ lắm. Rẻ mà đúng không? Bao nhiêu vậy? 600. 600. Thấy sao? Vậy luôn hả em? Thấy sao? Không rẻ mà em. Không, anh có tiền. Ok. Thật ra thì cái tai nghe này em đã nói rồi, quà cái tiền nó không có quan trọng. Đúng không? Không quan trọng. Đúng rồi, tiền bán bằng máu ra tiền đấy em. Thôi mệt quá, bớt tiền lại đi. Còn cái mic này ngon con không? Con này có mic con này cũng khá ngon. Em hay livestream bằng con này, nếu như mà anh em nào mà hay xem giveaway này kia. Đúng rồi, anh em sẽ thấy là em cái con màu xanh của em đúng không? Đúng. Nhưng mà cái này là phiên bản Pink Edition. Cái mic này nó có thể kéo ra kéo vô, với lại nó rất là mềm.
nó mềm hơn phiên bản thường rất nhiều. Nghe cái chỗ này họ làm nhựa nó hơi nhám, nó hơi hơi êm êm tay so với cái phiên bản thường. Thì thật ra cái này là một cái phiên bản có thể gọi là nâng cấp nhẹ so với phiên bản thường luôn. Ui mày, cái này có jack 3.5 ạ, vàng. Đúng rồi, con này là xài jack 3.5 mà. Cái này đỡ, bây giờ toàn USB không thôi, toàn kết nối cổng USB. Tại vì cái này thì nó sẽ khá tiện cho cái chuyện là mấy chị em thường hay kiểu như là vừa xem trên điện thoại mà vừa kết nối được cái tai nghe này luôn. Mình đeo kiểu livestream bằng điện thoại đúng không? Lâu lâu ra giữa mẹ phố đi bộ nó kêu đi trà đá xong ngồi livestream ấy, kiểu đấy cắm vô điện thoại livestream thôi đúng không? Mic thì ngon đấy. Nhưng mà cái em sợ là em sợ bà vợ anh ở nhà là kiểu như đang chạy xe ngoài đường mà đeo cái này. Giữ cái nhạc, thay vì đeo cái tai nghe nhỏ đeo cái này. Ôi giời, vợ anh chạy lít em ạ. Không ổn em ạ. Bây giờ mà em nghĩ cái cảnh đi không ổn đâu em ạ. Bây giờ em nghĩ cái cảnh vợ anh mà nó ngồi con lít. Nó ít khi đội mũ bảo hiểm lắm. Chính ra cái sở thích thú vị của nó anh cũng chả biết thế nào mà nói chung nó không thích đội mũ. Nó làm con tay phone này cộng thêm cái ninja nữa nguy hiểm. Mà thôi, được. Thấy sao? Cuối cùng là chốt lại có mua. Chung là ngon. Cái này là lướt cuối rồi đó. Lướt cuối rồi. Ok, ngon đấy. Được ha. Giảm 5%. 50 hay 5? 5. Là chỉ có vụ 50. Em xem nhanh đấy, 1 phút chứ em mới nữa 50. 5%. Để anh đeo lên xem có đủ cụ te không? Em thấy anh đeo hợp không? Áo xanh thế cơ tự. Ok đó. Này anh còn chưa kịp mặc áo kia này. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Anh nghĩ vợ anh cũng đẹp. Thôi thế chắc anh lấy con này em ạ. Uh-huh. Thôi cảm ơn em nhé. Đây là giờ trước mời cốc nước. Mời cốc nước cho kiểu về vui vậy. Tính tiền đã. Thì... Tính tiền đấy. Ôi giời, tiền đi rồi thì ok, đi xuống đây tính tiền đấy. Ok. Rồi, thật ra thì vui vẻ vậy thôi. Chẳng qua là bọn mình muốn cho các bạn thoải mái một chút xíu và cũng như giới thiệu cho các bạn một số những cái phần quà mà các bạn có thể nghĩ đến trong cái ngày 20 tháng 10 này. Thì chọn rất là hay. Đúng, những cái đồ này nó đều rất là phù hợp với các bạn nữ. Nếu như các bạn có nhu cầu mua thì có thể đến cái này là cho 5 giây quảng cáo, đó chính là vào ngày 19 cho tới ngày 21. Nếu như các bạn mua một trong những cái sản phẩm này hoặc là mua cả tất cả đó thì các bạn đều sẽ được giảm 5% trên tổng phí. Rồi. Thật ra là chúng ta đã mãi nói về công nghệ rất là nhiều lần rồi. Chúng ta luôn nói về những món phụ kiện như thế. Khô khan quá. Khô khan quá. Thật ra mình cũng, nếu mà chúng ta là người thực sự thích ấy thì chắc nó không khô khan đâu. Nhưng mà hôm nay là ngày đặc biệt mà, 20 tháng 10 mà. Thì mình nghĩ là chúng ta nên có những giây phút nhất định để mà tri ân những người phụ nữ khác bên cuộc đời mình. Người ta nói đằng sau bóng dáng của một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Phải không em? Phụ nữ người không? Phụ nữ người không ạ? À? Đùa vậy thôi. Thật ra là như thế. Ở GVN bọn mình cũng vậy. Ở GVN bọn mình cũng có những người phụ nữ họ âm thầm đóng góp cho bọn mình. Những cái cố gắng của họ, những cái đóng góp của họ không ai thấy được. Không ai thấy được. Nó không có ở trong những video. Thật ra chỉ có hai anh em lên thôi. Nhưng mà chúng ta không thể nào phủ nhận cái sự cố gắng của họ. Và hôm nay bọn mình muốn xin mọi người tầm đâu 2-3 phút thôi, ngắn thôi nhờ. Để mà cùng có một món quà nhỏ, dù chỉ là nhỏ thôi, cho những người phụ nữ như thế. Mọi người cùng theo chân bọn mình đi một tí nhá. Ok, đi. Thật ra thì bọn mình cũng không dám chắc là 100% là chị em phụ nữ ở GVN thì sẽ đầy kịp đầy đủ, đi đầy đủ ấy. Tại vì hôm nay 20 có một số chị em mình cũng nghỉ ấy. Đâm ra có nhiều thì chúng ta tặng bấy nhiêu nhá. Nhưng mà bây giờ thì bông có rất là nhiều chỗ bán, chúng ta lựa một chỗ nào nó có bông đẹp nhất mà ghé vô. Rồi, ok. Chào chị. Chị ơi, em cho em mua mấy bông hoa với. Chị cho em lựa nhá. Đấy, anh lựa 3 bông, em lựa 5 bông đấy. Ôi trời ơi, đẹp thế. Tặng ai? Cô có ai tặng đấy nhá. Tặng anh Tùng cây nè. Hôm nay sinh nhật Tùng Đỗ. Đúng rồi. Hôm nay nhận anh Tùng. Đây là đúng rồi, graphic design này. Khôn thế, không có đâu nhé. Không có đâu, có là quyền lợi nghĩa vụ của mỗi người thôi. Tài kìa, các bạn nữ ấy kìa. Tặng cho bạn nữ ấy. Hai xin chào bạn, hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam á. Nên là hôm nay team GVN có một món quà dành tặng cho các bạn nữ hôm nay đến mua đồ. Cảm ơn bạn nhiều. Nhiều nam quá các bạn, nhà mình toàn nam thôi. Toàn nam thôi bạn ạ. Có chị Thu Ngân nè. Có chị Thu Ngân. Đi qua bên hông rồi bạn ấy. Quyết. Hôm nay 20 tháng 10 này. Mấy anh em trên media của món quà tặng. Chúc quý bạn khỏe, thành công như vậy. Còn chị công ở đâu nhỉ? Ở trên á. Chị ơi.
Dạ, hôm nay 20 tháng 10 á. Chị ra đây và em tặng chị bông hoa thôi. Chị ra đây. Đây là người cực kỳ quan trọng với anh em mình. Chị ấy là giúp vệ sinh cho GVN. Chị ấy rất là có công, rất là có tâm. Tài tặng chị ấy bông. Dạ, em tặng chị bông nha. Tặng chị bông màu hồng. Dạ, chúc chị mạnh khỏe nha. Ôi, lên trên. Random đi. Có ai tặng đấy? Ở trên còn. Tặng bông. Dễ đấy. Xong còn ai nhỉ? Thôi giờ vô đây. Anh Niên với chị Hậu. Chào mọi người. Chào anh Niên, chào chị Hậu ạ. Tài tặng chị Hậu đi. Dạ, hôm nay là ngày 20 tháng 10. Vô đi nào. Nên là team GVN có tặng cho chị Hậu bông hồng ạ. Dạ, nhỏ nhẹ tí nha. Sức khỏe và thành công. Còn một người phụ nữ có đóng góp rất là lớn với GVN nữa, bọn mình không tiện nhắc tên nhưng mà quyết định hôm nay vẫn tặng cho chị ấy một bông. Anh Nam. Dạ, em tặng anh. Em chúc anh một ngày 20 tháng 10 nhiều niềm vui. Anh chê quả em út anh. Ra đây một người phụ nữ cực kỳ có tâm. Đây tặng anh Nam này. Thật ra thì hôm nay còn có một cái dịp rất là vui là hôm nay còn có sinh nhật của nhiều anh em nữa. Thì hôm nay là sinh nhật của anh Nghiên. Đúng không? Bây giờ mình vô chào vô studio chào. Khoan, sinh nhật tặng anh Niên. Niên à? Dạ. Hôm nay sinh nhật anh Niên nhân dịp 20/10 em xin chúc anh Niên sức khỏe. Mặc dù em biết anh rất man nhưng mà em vẫn tặng là hôm nay là quà sinh nhật, cái này là quà sinh nhật. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn em. Cảm ơn Kimberia. Đi ra đây rồi mình chào mọi người cái. Ra đây luôn nhỉ? Ra ngoài luôn hả? Ra đây luôn. Vì thế đó là những cái phần quà của team media của GVN cũng như là cộng đồng GVN chúng tôi xin tặng cho những người phụ nữ của ngày hôm nay. Rất là tiếc là vì hôm nay đang là buổi sáng cho nên là không có quá nhiều những bạn nữ đến mua hàng, có thể là hy vọng chiều á. Do là hôm nay ngày 20 tháng 10 thì sẽ có ưu đãi giảm 10% cho các bạn nữ đến mua hàng. Thì nếu như mà chiều nay mà các bắt gặp nhiều bạn nữ hơn thì mình sẽ tặng nhiều quà hơn. Đúng rồi, bọn mình còn ở đây rất nhiều bông, các bạn cứ tới đây và mua hoa nhá, vừa có hoa này vừa được giảm giá này, rất là nhiều ưu đãi đúng không nào. Thế cảm ơn mọi người theo dõi từ nãy đến giờ nhá. Xin chào mọi người.